Trong tháng 4 vừa qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị ra mắt mô hình điểm Dân vận khéo 1+10, một đảng viên phụ trách 10 hộ gia đình ở thôn tổ dân phố tại hai huyện Ân Thi và Văn Lâm. Đây là cơ sở để nhân rộng mô hình ra các địa phương khác trong toàn tỉnh. Thông qua thực hiện mô hình đã góp phần nâng cao vai trò trách nhiệm, tinh thần tiên phong gương mẫu của đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển. Được lựa chọn là mô hình điểm về đảng viên phụ trách hộ gia đình tại thôn tổ dân phố, xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi đã thành lập mô hình tại 5 thôn với 195 đảng viên phụ trách hơn 1.400 hộ gia đình. Theo đó, đảng viên phải có trách nhiệm là hạt nhân tuyên truyền, vận động các hộ gia đình chấp hành tốt hương ước quy ước làng, chấp hành chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giám sát phát hiện những vấn đề nhân dân thực hiện không đúng để phản ánh với tổ chức đảng. Thông qua đảng viên phụ trách hộ gia đình thì cái truyền tải các chủ trương đường lối chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, của các cái nghị quyết chỉ thị của địa phương đến với quần chúng nhân dân được nhanh hơn. Từ đó đảng viên cung cấp cái thông tin nắm bắt tình hình gửi đến cấp ủy đảng, đến chính quyền. Qua cái việc mà đảng viên làm công tác phụ trách hộ gia đình cũng là cái cầu nối để chúng tôi nhận thức, để tuyên truyền vận động cho những người dân xung quanh nắm được, cùng nhau để thực hiện chính sách, nhất là phát triển nông thôn mới để mở rộng đường giao thông nông thôn. Trên cơ sở ra mắt mô hình điểm, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm đã thành lập 267 mô hình dân vận khéo 1+10 trên địa bàn. Việc phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình có tác động đến chất lượng hiệu quả hoạt động của chi bộ. Chi bộ lấy kết quả thực hiện phân công làm tiêu chí đánh giá chất lượng đảng viên. Tôi thấy mô hình 1+10 này rất hữu ích để cho đảng viên gần gũi được quần chúng và các đồng chí lãnh đạo cũng nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của nhân dân để giải quyết cho nhân dân làm sao mà có hiệu quả. Đảng bộ tỉnh Hưng Yên có trên 70.000 đảng viên, trong đó có hơn 30.000 đảng viên sinh hoạt khu vực nông thôn, tổ dân phố. Đảng viên phụ trách hộ gia đình là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, tinh thần đoàn kết, thống nhất trong khu dân cư. Trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ có kế hoạch để nhân rộng mô hình dân khéo 1+10 này tới toàn tỉnh để đóng góp thực hiện tốt cái nghị quyết đại hội Đảng bộ lần thứ 19 cũng như là thực hiện các cái nhiệm vụ kinh tế xã hội của tỉnh. Phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình là cách làm sáng tạo, không chỉ phát huy vai trò nêu gương mà còn gắn vai trò trách nhiệm của đảng viên với việc lan tỏa phong trào thi đua yêu nước, là nhịp cầu nối giữa cấp ủy đảng, chính quyền với nhân dân.